Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vấn đề rất mới và rất thú vị. Đó là dự phòng trong thẩm mỹ. Có vẻ vấn đề này hơi lạ. Tuy nhiên các bạn hiểu rằng bệnh viện chức năng của nó là dự phòng, điều trị rồi báo cáo khoa học. Chúng ta hiện tại kể cả từ bệnh lý nha, chúng ta đang bỏ quên cái phần dự phòng. Ví dụ các bạn dự phòng những cái nếp nhăn trên khuôn mặt, nếp nhăn trán, nếp nhăn vùng chân chim, nếp nhăn vùng mặt như thế nào? Chưa có. Các bạn dự phòng những cái nám sạm tàn nhang như thế nào? Chưa có. Mà các bạn đang ngồi đợi cho nó có nám sạm tàn nhang, đợi cho chảy xệ, các bạn mới đi điều trị, mới đến gặp bác sĩ. Điều đó đôi khi là quá muộn. Như vậy, trong thẩm mỹ nó vẫn có những dự phòng, y như chúng ta ngừa bệnh bằng việc chích ngừa vậy các bạn. Quay trở lại vấn đề, với nếp nhăn bắt đầu đã xuất hiện từ năm 25 tuổi. Như vậy chúng ta ngừa bằng cái gì? Đầu tiên vẫn là thức ăn. Các bạn nhớ là như vậy. Thức ăn cố gắng tránh rượu bia. Chúng ta bổ sung lên những chất chống oxy hóa, ví dụ như là trái bơ, những loại trái cây tăng cường vitamin C. Đến với lại các bệnh viện thẩm mỹ thì người ta có cái phương án chăm sóc qua những cái công nghệ, ví dụ công nghệ RF hay công nghệ IPL, để giữ cho cái sợi collagen luôn săn chắc và luôn được tăng cường tạo ra dưới da. Nếu can thiệp sâu hơn nữa, chúng ta cần vài sợi chỉ cho vùng trán, vùng má, thì chúng ta giữ cái nét căng đó liên tục, và chúng ta không còn sợ là cái da chúng ta sẽ có nếp nhăn nữa. Phòng ngừa là như vậy đó các bạn. Đối với nám sạm cũng vậy, mối quan tâm nhất của các bạn là nó đến từ đâu? Đến từ cái môi trường bên ngoài, đến từ nội tiết tố trong cơ thể. Như vậy chúng ta cần phải chọn lựa thức ăn, cũng như đi ra ngoài đường là phải có kem chống nắng. Điều đó rất là quan trọng trong cái việc phòng ngừa nám sạm. Và khi bắt đầu có những cái đốm tàn nhang hay là những cái đốm sắc tố xuất hiện thì các bạn phải đến spa hoặc là đến một cái nơi mà chăm sóc về da thẩm mỹ để tìm ra được nguyên nhân và xử lý dứt điểm. Thì đó là những cái phần mà tôi muốn trình bày về cái việc phòng ngừa trước khi đợi nó đến một cái mức độ chảy xệ hay là cái mức độ lão hóa quá mức. Mong là các bạn thực hiện, và điều này tôi nghĩ rằng thực hiện rất dễ dàng tại nhà. Thân ái chào tạm biệt.